Chào buổi sáng tất cả các em. Hiện tại thì chị đã có mặt ở trong buổi phát trực tiếp. Đây là buổi khai giảng của khóa học mùa thu. Chị rất mong rằng là buổi học ngày hôm nay sẽ có sự đón xem của thật là nhiều các bạn 2K7 nhé. Cảm ơn các em đã tham gia vào trong khóa học mùa thu, một khóa học miễn phí được tổ chức bởi Học Văn Chị Hiên. Rồi, đã có rất là nhiều các bạn dậy sớm học cùng với chị rồi đây đúng không? Bạn nào vào học rồi thì có thể để lại một lời chào ở dưới phần bình luận cùng với chị nhé. Xin chào các em. Số lượng các bạn tăng liên tục luôn này. Chị rất là vui vì điều đó. Xin chào tất cả các bạn. Chị là Hải Quỳnh và chị sẽ là người đồng hành cùng với các bạn ở trong khóa học mùa thu này. Đây là một khóa học miễn phí được tổ chức để cho các bạn 2K7 chúng ta học chuyên sâu về các văn bản Nhật dụng. Một phần kiến thức cũng rất là quan trọng trong chương trình của chúng ta. Chị nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn xoay quanh các văn bản Nhật dụng này. Và chủ yếu là xuất phát từ những cái vấn đề rút ra, những vấn đề nghị luận rút ra từ các văn bản Nhật dụng. Các bạn gặp khó khăn trong việc là xử lý những đề bài đó, đúng không? Thế thì trong khóa học này, chị mong rằng là chúng ta sẽ cùng với nhau không còn sợ hay là không còn băn khoăn về những vấn đề xoay quanh các văn bản Nhật dụng nữa nhé. Xin chào các em. Rồi, thế thì để cho các bạn hiểu hơn, hiểu rõ hơn về cách thức học cũng như là lộ trình, cũng như là về mặt tài liệu và cách để mà chúng ta được nhận tài liệu ở trong khóa học này, thì trong buổi khai giảng ngày hôm nay, chị sẽ hướng dẫn kỹ cho chúng mình nhé. Các bạn có thể là mở vở ra, hoặc là mở một cuốn sổ nhỏ xinh, hoặc là viết vào trong một phần giấy ghi chú để chúng ta hình dung ra được nhé. Đó, ok chưa? Xin chào các bạn, xin chào Mái Ngố, xin chào Khánh Linh. Đó, nếu như mà chúng ta có bạn bè ở trong khóa học, nhớ là tăng bạn bè vào nhá. Đó, nhớ chưa? Đã mất công thêm các bạn vào rồi, mời các bạn vào nhóm rồi, thì cùng nhau dậy sớm trong 5 ngày thôi. Không phải là quá dài đâu, nhưng mà chị nghĩ là 5 ngày này chúng ta sẽ có được rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích đấy. Được không? Thì trong buổi khai giảng ngày hôm nay, trước tiên chị sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn hình dung ra được về lộ trình của khóa học nhá. Đây, thứ nhất, về lộ trình của khóa học. Chúng ta có một khóa học kéo dài trong vòng 5 buổi. Và chúng ta học vào 5 giờ sáng mỗi buổi. Bắt đầu từ hôm nay là thứ tư cho đến chủ nhật tuần này. Ok nhá. Thế thì trong 5 buổi này chúng ta sẽ học những gì đây? Thứ nhất, trong chương trình ngữ văn kỳ 1 của chúng ta có 3 văn bản. Được không nào? Nhá, chúng ta có 3 văn bản Nhật dụng. Thứ nhất, đây, 3 văn bản Nhật dụng. À, ở đây vẫn còn các bạn băn khoăn không biết như thế nào là văn bản Nhật dụng, đúng không? Ở đây chị dùng từ văn bản Nhật dụng là để gọi tên 3 văn bản. Thứ nhất là Phong cách Hồ Chí Minh. Thứ hai là Đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Thứ ba là Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Ở đây, 3 văn bản này nó khác với cả các văn bản văn học. Gọi là văn bản Nhật dụng để phân biệt với các văn bản văn học. Để chúng ta thấy là đây là những văn bản mà nêu ra quan điểm, là nêu ra cái cách lập luận của các tác giả xoay quanh các vấn đề hàng ngày. Được không nào? Nhớ là cái hướng bàn luận, là cái quan điểm bàn luận của các tác giả xoay quanh các vấn đề hàng ngày sẽ khác với cả các văn bản văn học. Các văn bản văn học chúng ta có ví dụ như là các bài thơ hay là các truyện ngắn vân vân, thì đó là sự sáng tạo của các tác giả, đúng không nào? Và đó là những cái tác phẩm mà mang tính văn học này, nội dung và cả nghệ thuật nó đều đặc trưng cho các tác phẩm văn học. Còn ở đây chúng ta sẽ chuyên để tìm hiểu về 3 văn bản Nhật dụng. Chị viết lại ra đây nhé. Phong cách Hồ Chí Minh. Rồi, đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Đúng chưa các em? Các em đã học qua những văn bản này chưa? Chắc chắn là học rồi đúng không nào? Và văn bản thứ ba đó chính là Tuyên bố thế giới về quyền sống. Tuyên bố thế giới về
sự sống còn. Quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Đó, chúng ta có 3 văn bản này. Ok chưa? Chúng ta có 3 văn bản này, nhớ nhá. Chúng ta có 3 văn bản này. Thế thì trong 5 buổi chúng ta sẽ học với thứ tự như sau. Buổi đầu tiên, buổi ngày hôm nay là buổi khai giảng để chị khái quát những mảng kiến thức chúng ta sẽ học ở trong khóa học này. Sau đó, đến buổi thứ 5, tức nghĩa là buổi thứ 2 nhá. Buổi thứ 2 ở trong khóa học buổi ngày mai ấy, chúng ta sẽ đến với văn bản đầu tiên. Rồi buổi tiếp theo chúng ta sẽ đến với văn bản thứ 2. Và buổi tiếp theo chúng ta sẽ đến với văn bản thứ 3. Để rồi buổi cuối cùng thì chúng mình sẽ tổng kết tất cả các cái vấn đề liên quan đến các văn bản Nhật dụng, tổng kết cả về kiến thức, tổng kết cả về kỹ năng làm bài, vân vân. Ok chưa? Nhá, được không nào? Đó, thế nên là các bạn hình dung ra cho chị về lộ trình học để chúng mình thấy được rằng là buổi học nào cũng rất quan trọng. Nên các bạn đừng bỏ qua bất cứ một buổi học nào nhé. Và chị xin chào mừng tất cả các bạn hiện tại vẫn còn đang học cùng với chị này. Chúng ta đã quyết tâm dậy sớm rồi thì hãy cố gắng là tất cả các buổi ở trong khóa học đồng hành cùng với nhau nhé. Vào cái khung giờ là 5 giờ sáng, dậy sớm hơn một chút xíu thôi. Và học chúng ta cũng không phải là học nặng quá đâu. Chị sẽ cố gắng là điều tiết để làm sao lượng kiến thức mà chúng ta tiếp nhận vào mỗi buổi sáng không quá nặng nhưng vẫn đủ để các em hiểu được bài nhé. Ok chưa? Đó, rồi đã có đến 70 bạn vào học cùng với chị rồi đây. Về mặt lộ trình học các bạn có gì băn khoăn không? Chúng ta chốt là như vậy nhá. Một buổi đầu tiên là chị sẽ hướng dẫn và giúp cho các bạn hình dung ra được lượng kiến thức chúng ta sẽ học. Buổi thứ hai là chúng ta sẽ đến với văn bản đầu tiên. Buổi thứ ba là chúng ta sẽ đến với văn bản thứ hai. Buổi thứ tư chúng ta đến với văn bản thứ ba. Và buổi cuối cùng thì chúng ta sẽ tổng kết. Ok nhá. Đấy, thế nên là bạn nào mà sắm cho mình hoặc là bạn nào có một cuốn sổ nhỏ xinh hoặc là để dành riêng ra một cái phần để chúng ta ghi chép cùng với chị là kết thúc cả 5 buổi ở trong khóa học, chúng ta cũng sẽ có đầy đủ và trọn vẹn phần kiến thức liên quan đến các văn bản Nhật dụng đấy. Ok chưa? Rồi, như vậy nhá. Thế thì bây giờ chắc chắn buổi học kết thúc lúc mấy giờ? Mỗi buổi học của chúng ta sẽ kéo dài từ khoảng 30 đến 45 phút nhá các bạn nhá. 30 đến 45 phút, một khoảng thời gian vừa đủ thôi để mà chúng ta học vào buổi sáng sớm, tiếp nhận những kiến thức mới, ôn tập những kiến thức cũ, ok chưa? Và lại còn có thời gian chuẩn bị để chúng mình đến trường nữa. Chị biết là có rất nhiều bạn đi học sớm nữa cơ, đi từ 6 giờ hay là 6 giờ kém và cần có thời gian ăn sáng để chuẩn bị đến trường. Thế nên là chúng ta học không quá lâu đâu, không phải là học 2 tiếng mỗi buổi đâu. Chúng ta chỉ học 30 đến 45 phút mỗi buổi thôi. Đồng ý với chị không? Sau đó các em đứng dậy tập thể dục này, ăn sáng này, chuẩn bị thật là đầy đủ để chúng ta bước vào một ngày học mới nhá. Rồi, ok. Bây giờ tiếp tục này. Để mà các bạn hiểu hơn, ví dụ như là đến buổi ngày mai, ngày kia, ngày kia học về mỗi cái văn bản này thì cụ thể là em sẽ học như thế nào đây? Em cần nắm được những nội dung thông tin gì đây? Thì ở đây sang đến phần 2, nội dung cụ thể. Đó, để các bạn hiểu được sự cần thiết của khóa học này đối với các em. Và chúng ta cũng hình dung ra được là học ở trong khóa học xong thì chúng ta sẽ có được những kiến thức gì. Thứ nhất, chị mong muốn các bạn hiểu được và hình dung ra được một văn bản Nhật dụng. Thì chúng ta có những cái vấn đề nào, có những mảng kiến thức nào quan trọng nhất? Thì các em ơi, đối với mỗi văn bản này nhá, hay là sang kỳ 2 chúng ta cũng có 3 văn bản Nhật dụng nữa đi, thì đều có những kiến thức cơ bản quan trọng như sau. Thứ nhất này, đó chính là chúng ta phải hiểu được hệ thống luận điểm. Rồi cách lập luận của tác giả, hay chị gọi đó là nội dung. Được không? Thứ hai là chúng ta phải hiểu được và thấy được cái nghệ thuật lập luận của tác giả. Và đặc biệt này,
Điều mà khiến cho các bạn băn khoăn nhiều nhất đó chính là chúng ta phải thấy được những vấn đề nghị luận rút ra. Ví dụ như là đối với văn bản phong cách Hồ Chí Minh đi, thì chúng ta có những vấn đề nghị luận nào rút ra? À, ví dụ như là suy nghĩ của em về lối sống giản dị này, hay là suy nghĩ của em về lối sống tối giản này, hay là suy nghĩ của em về phong cách sống hiện nay của giới trẻ. Rồi là gì nhở? Suy nghĩ của em về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vân vân. Đó chính là những cái vấn đề nghị luận rút ra mà chúng ta cảm thấy liên quan đối với cả văn bản. Thế thì trong mỗi buổi học chúng ta sẽ làm sao cố gắng để nắm bắt được tất cả những nội dung này nhá. Với hai nội dung đầu tiên, đây là nội dung và nghệ thuật của văn bản, thì chị sẽ trao đổi cùng với các bạn, ôn tập lại cùng với các em thông qua sơ đồ tư duy nhá, được không nào? Chị đã có phần chuẩn bị về sơ đồ tư duy rồi. Ví dụ như chị có thể lấy để cho các em hình dung ra này, để cho các em thấy nhá. Đây, có những phần sơ đồ tư duy mà chị đã chuẩn bị cho riêng khóa học này để các bạn hiểu được. Ví dụ như là đối với văn bản phong cách Hồ Chí Minh này, ok chưa? Nhá, có phần khái quát, đọc hiểu văn bản, rồi có hệ thống những luận điểm chính này, những ý nhỏ trong mỗi luận điểm để thấy được là nghệ thuật lập luận của tác giả ra sao, sự chặt chẽ trong hệ thống luận điểm như thế nào. Thì cụ thể, mỗi văn bản chúng ta đều có được những sơ đồ này, cùng với nhau ôn tập lại kiến thức thông qua những sơ đồ tư duy như thế này nhá. Ok chưa? Chị sẽ cùng với các bạn thiết lập. Nhưng nhớ, đây là phần ôn tập bởi vì các bạn đã học các văn bản này rồi, chứ không phải là các em chưa học. Nhớ chưa? Nên là để chúng ta có thời gian tập trung vào cái phần này chính này. Thì nếu như nội dung và nghệ thuật của văn bản chúng ta học qua sơ đồ tư duy, thì những vấn đề rút ra chúng ta sẽ học bằng cách thực chiến với chị luôn. Là chúng ta sẽ làm những cái đề này cùng với chị luôn. Ok nhá? Đấy. Ok chưa? Đấy, là mỗi buổi học bắt đầu từ buổi ngày mai, chúng ta sẽ mỗi văn bản chúng ta đều học như thế này, là đều học qua sơ đồ tư duy để nắm được nội dung và nghệ thuật của văn bản trước, sau đó thì thực chiến cùng với chị những đề bài về những vấn đề nghị luận rút ra được từ các văn bản, được không? Chắc chắn là cái phần này là phần rất là quan trọng, thế nên bắt buộc là để học cùng với chị, các bạn cũng cần phải xem lại nội dung mà chúng ta đã học về văn bản này ở trên lớp nữa. Chứ chúng ta đừng học một cách thụ động nhá, đừng là chờ đợi chị tổ chức xong rồi, chờ đợi chị giảng xong rồi chúng ta mới học, nhớ chưa? Đây sẽ là phần để chúng ta ôn lại, còn đây sẽ là phần để chúng ta luyện tập. Ok không nào? Rồi, về việc chị có lưu phần phát trực tiếp này không, hay là cách để chúng ta nhận tài liệu như thế nào, thì bây giờ chị sẽ chuyển đến phần đó. Nhưng trước tiên, các em đã hiểu được là những nội dung kiến thức chúng ta sẽ có được khi tham gia khóa học này chưa? Các bạn đã hiểu được chưa? Ok nhá, chị đã hướng dẫn luôn để chúng mình hình dung ra được rồi đấy. Nên là bạn nào mà chưa chuẩn bị giấy bút, hay là vẫn đang ngồi chỉ là lắng nghe chị thôi, hay là vẫn còn đang nằm ở trên giường mở điện thoại nhá, thì nhớ từ buổi ngày mai dậy sớm đúng giờ, chuẩn bị giấy bút, ngồi vào bàn học nghiêm túc để viết cùng với chị luôn. Ok chưa? Rồi, nếu như các bạn đồng ý với cách học như thế, đồng ý với những nội dung mà chúng ta sẽ cùng với nhau thiết lập trong khóa học này, thì bây giờ chị sẽ hướng dẫn các em cách để mà chúng mình có được việc để xem lại tất cả các buổi học này, để mà có được tài liệu của khóa học nhá. Phần 3 là cách thức học. Đấy, đồng hồ của chị đấy. Không biết là các bạn đặt bao nhiêu cái báo thức để vào học cùng với chị. Rồi, ok. Cách thức học của chúng ta như sau. Thứ nhất là tất nhiên là chúng ta cần phải vào học dạy đúng giờ, vào học đúng giờ. Để mà làm gì? Để mà tham gia đầy đủ tất cả các buổi học. Ok chưa? Và để mà các em ghi nhớ được kiến thức ý, thì chị đều có thử thách sau mỗi buổi. Và thử thách này thì các bạn cần phải thực hiện đầy đủ.
Ví dụ như là thử thách vẽ lại sơ đồ tư duy của hệ thống luận điểm của văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình chẳng hạn, hay là vẽ lại sơ đồ tư duy của một luận điểm quan trọng nhất trong tác phẩm Phong cách Hồ Chí Minh chẳng hạn, à trong văn bản Phong cách Hồ Chí Minh chẳng hạn. Ví dụ như vậy nhá. Có những cái thử thách nó rất là đơn giản thôi, để nhằm làm gì? Để nhằm cho các bạn chúng ta ghi nhớ kiến thức. Ok chưa? Những thử thách này sẽ đi từ dễ cho đến khó qua mỗi buổi. Ví dụ buổi đầu tiên thì là vẽ sơ đồ tư duy, mà phần là chị đã hướng dẫn các bạn rồi. Nhưng buổi tiếp theo chúng ta sẽ cùng thực hành viết một đoạn văn hay là viết một bài văn chẳng hạn, để chúng ta hiểu được những cái vấn đề ở trong tác phẩm, ở trong văn bản. Ok chưa? Nhá. Và khi mà chúng ta thực hiện đầy đủ 5 cái thử thách này rồi, được thực hiện đầy đủ các thử thách trong các buổi học chị đưa ra, thì các bạn sẽ được nhận tài liệu nhá. Được không? Thì tài liệu có những dạng tài liệu như sau. Thứ nhất này, đó chính là bộ sơ đồ tư duy về 3 văn bản kỳ 1 cộng với cả 3 văn bản kỳ 2 luôn. Vậy là chúng ta sẽ có tổng cộng 6 sơ đồ tư duy xoay quanh 6 văn bản nhật dụng mà cả năm chúng ta sẽ học nhá. Ok chưa? Tiếp theo này, một bộ tài liệu siêu đặc biệt tiếp theo, đó chính là cuốn sổ tay văn học. Được không nào? Nhớ, cuốn sổ tay văn học chuyên về 6 văn bản nhật dụng. Bao gồm sơ đồ tư duy của mỗi văn bản. Thứ hai là những đề bài đọc hiểu và nghị luận xoay quanh các văn bản. Thứ ba là phần hướng dẫn làm chi tiết đối với những đề bài đó. Ok chưa? Đây sẽ là một cuốn sổ tay để in ra và sẽ được gửi tặng với các bạn khi chúng ta đạt những cái yêu cầu như sau. Ok nhá. Thứ nhất, để nhận được bộ sơ đồ tư duy là các bạn cần phải thực hiện đầy đủ các thử thách ở trong khóa học và tham gia đầy đủ 5 buổi học. Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ được nhận bộ sơ đồ tư duy này. Bộ sơ đồ tư duy chị sẽ cố gắng thiết kế làm sao sinh động nhất để các bạn dễ học nhất nhá. Thứ hai là đối với các bạn riêng chỉ ở trong khóa học mùa thu này thôi nhá, chỉ ở trong khóa học mùa thu này thôi, là đối với các bạn trong khóa học mùa thu mà chúng ta còn đăng ký khóa học VIP 2 thì các bạn sẽ được tặng cuốn sổ tay văn học này nữa. Ok chưa nào? Nhá, các bạn riêng ở trong khóa học mùa thu rồi đấy, không phải ở đâu khác đâu. Riêng các bạn ở trong khóa học mùa thu mà đăng ký khóa học VIP 2 thì sẽ được tặng kèm thêm cuốn sổ tay này nữa. Ok chưa nào? Như vậy là cách thức để chúng ta được nhận tài liệu rất là đơn giản thôi. Nên các em cố gắng nắm rõ để chúng ta nhận được nhá. Bộ sơ đồ tư duy thì các em cứ hình dung là mỗi văn bản chị sẽ cố gắng làm một cách sinh động như thế này, hoặc là đầy đủ và chi tiết hơn nữa để gửi tặng đến các bạn. Ok chưa? Đầy đủ và chi tiết hơn nữa để gửi tặng các bạn. Đó. Rồi. Còn đối với cuốn sổ tay văn học, đây là một cuốn sổ tay văn học sắp sửa xuất bản. Riêng về hệ thống các văn bản nhật dụng thì nó sẽ là một cuốn để giúp cho bộ sổ tay văn học từ trước đến nay của Văn Trị Hiên thêm đầy đủ hơn. Nếu như tất cả các cuốn sổ tay văn học từ trước đến nay là xoay quanh các văn bản văn học thôi, đúng không? Thì đây sẽ là cuốn đặc biệt hơn nữa để mà cung cấp những cái kiến thức xoay quanh các văn bản nhật dụng cho các bạn nữa. Ok chưa? À, đối với các bạn VIP 1 hay là đối với các bạn đã đăng ký khóa học VIP 2 thì chúng ta có thể đăng ký để được nhận cuốn sổ tay văn học này. Chị sẽ hướng dẫn kỹ các bạn ở trong khóa học riêng sau nhé. Ok chưa? Rồi. Như vậy chúng ta đã hình dung ra được cách thức học rồi, đúng không nào? Chúng ta cũng đã hình dung ra được những cái nội dung chúng ta cần phải tiếp nhận, và cũng là cái món quà mà chị dành riêng cho các bạn tham gia ở trong khóa học mùa thu. Chị rất mong rằng đây sẽ là những cái động lực để cho các em từ ngày mai, ngày kia, ngày kia rồi đến ngày chủ nhật vẫn sẽ dậy sớm học cùng với chị như ngày hôm nay. Hôm nay đã có 85 bạn tham gia vào học cùng với chị. Thế thì cách để chúng ta điểm danh trong buổi học hôm nay nào, các bạn hãy chụp ảnh màn hình lại cái phần các em tham gia buổi phát trực tiếp cùng với chị, coi như là một hình thức điểm danh để cho thấy các bạn tham gia đầy đủ 5 buổi học nhá. Ok không các em? Nào, bây giờ các bạn hãy chụp ảnh màn hình lại khi mà chúng ta đang xem phần phát trực tiếp này, để coi như là một hình thức chúng ta điểm danh trong buổi khai giảng đầu tiên. Chụp chưa? Chụp lại ngay nhá.
Đấy, chụp lại sau đó lưu lại để sau khi kết thúc cả khóa học thì chị sẽ yêu cầu các bạn là gửi những cái phần minh chứng đấy về cho chị để chị kiểm tra xem có học đầy đủ cả 5 buổi hay không và những thử thách có thực hiện đầy đủ hay không để được nhận bộ sơ đồ tư duy này nhá. Và tất nhiên rồi các em ơi. Đây, các em có thấy là phần về các vấn đề xoay quanh các văn bản không? Là các bạn sẽ thực chiến cùng với chị. Thế nên các bạn vẫn sẽ có thêm một phần tài liệu rất hay nữa là chính phần các em ghi chép cùng với chị luôn, xoay quanh các vấn đề nghị luận mà chúng ta rút ra, những cái đề bài này, cách làm dàn ý, rồi cách diễn đạt trực tiếp nữa. Ok chưa? Đấy, thế nên là các bạn đừng lo rằng nếu như chỉ có sơ đồ tư duy không thì không đủ để mà giúp em học được về các văn bản này. Thế thì các buổi học cùng với chị để làm gì? Đúng không nào? Mở sách vở ra và ghi chép cùng với chị là các bạn sau khi kết thúc khóa học cũng có ngay một bộ tài liệu của riêng các em nữa đấy. Ok nhá? Được không nào? À, chưa cần gửi đâu, các em chụp và lưu lại. Sau đó tổng cả 5 buổi thì gửi cho chị. Chứ chúng mình không cần phải gửi lắt nhắt và lẻ tẻ đâu nhá. Chụp và lưu lại. Sau đó kết thúc cả 5 buổi thì gửi về cho chị. Chị đến buổi cuối cùng chị sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta được nhận tài liệu nhá. Chị mong rằng là tinh thần của các bạn cả 5 buổi sẽ đều như thế này cả. Ok chưa? Rồi, còn bây giờ thời gian vẫn còn trong buổi học ngày hôm nay. Chị sẽ hướng dẫn các bạn này để chúng ta hiểu được những cái đặc sắc và những cái cách để chúng ta chinh phục được kiến thức của các văn bản Nhật dụng này nhá. Đây, một phần riêng trong buổi ngày hôm nay là đi sâu khái quát về kiến thức này. 4. Khái quát về kiến thức. Có một điều đặc biệt khi chúng ta học các văn bản Nhật dụng này, đây đều là những văn bản mà cho thấy bày tỏ được quan điểm của tác giả xoay quanh những vấn đề trong đời sống hàng ngày. Đúng không? Thì nó cũng giống như việc chúng ta làm một bài văn nghị luận xã hội các em ạ. Nó cũng giống như việc chúng ta làm một bài văn nghị luận xã hội nhá. Đây, một bài văn nghị luận xã hội. Thì bình thường để mà làm được một bài văn này chúng ta sẽ có những cái bước này. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ lên hệ thống dàn ý, đúng không? Là những cái luận điểm chính. Sau đó, bước thứ hai chúng ta bắt đầu viết bài là sự kết hợp giữa mỗi luận điểm này lại có những cách lập luận này. Để làm rõ vấn đề, rồi kết hợp với cả dẫn chứng nữa này, để cho ra đời một bài văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh. Đúng không? Thế thì bây giờ, quá trình mà chúng ta tìm hiểu mỗi văn bản này, nó là đi ngược lại với cái từng bước mà chúng ta làm một bài văn nghị luận xã hội. Tức nghĩa là các tác giả ở đây họ cũng làm một bài văn nghị luận xã hội. Họ cũng đi từ hệ thống luận điểm chính, sau đó họ viết thành bài. Ở trong mỗi luận điểm thì đều có lập luận và dẫn chứng. Ok chưa? Và việc của chúng ta là đi khai thác để chúng ta thấy được đầu tiên là họ lập luận với những dẫn chứng như thế nào và với những luận điểm chính ra làm sao. Đấy chính là về mặt nội dung đấy. Ok chưa? Đấy chính là về mặt nội dung của văn bản. Thứ hai nữa các em ạ. Thứ hai nhá, thứ hai đó chính là chúng ta có thể học hỏi được rất là nhiều những điểm đặc sắc của các tác giả khi viết các văn bản Nhật dụng này để áp dụng vào trong quá trình chúng ta viết nghị luận xã hội. Ok chưa? Nhớ, chúng ta sẽ học hỏi về nghệ thuật lập luận này. Ví dụ như là trong văn bản Phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta thấy rằng là để mà tác giả Lê Anh Trà bày tỏ được quan điểm của mình, bày tỏ được cái sự đánh giá, sự ngưỡng mộ đối với phong cách sống giản dị của Bác, thì tác giả đã có một đoạn là nêu ra những cái vẻ đẹp trong phong cách sống và làm việc khi mà tư trang của Bác thì ít ỏi này, đúng không? Đồ dùng thì rất là tối giản này, rồi là căn nhà thì rất là đơn sơ. Vậy thì để mà chứng minh được những điều đó, tác giả đã có sự kết hợp rất là khéo léo giữa tự sự và bình luận, đúng không nào? Giữa kể và bình luận. Cái giọng kể đối với cái cuộc sống hàng ngày của Bác như thế nào, tác giả kết hợp với cả cái giọng bình luận để đưa ra cách nhìn, cách đánh giá của mọi người xoay quanh phong cách sống của Bác. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể học tập được điều đó khi chúng ta viết nghị luận xã hội,
Đúng không? Đó là khi mà chúng ta muốn đưa ra dẫn chứng, chúng ta sẽ kể về dẫn chứng đấy trước, sau đó chúng ta đưa ra cái sự đánh giá của mình xoay quanh dẫn chứng đó. Đúng chưa? Nhớ, chúng ta có thể học hỏi được rất là nhiều những điều hay ho về nghệ thuật lập luận của các tác giả sau khi tìm hiểu các văn bản này. Thế nên đừng quên là để ý đến cả những nghệ thuật lập luận mà chúng ta thiết lập trong sơ đồ tư duy nhé. Ok chưa? Buổi ngày mai học kỹ về văn bản phong cách Hồ Chí Minh, các bạn sẽ hiểu hơn về điều này. Thứ ba là chúng ta sẽ có được cái sự kết nối giữa vấn đề trong văn bản và vấn đề trong đời sống hàng ngày, trong đời sống hiện nay ấy. Đúng không? Ví dụ như là với văn bản phong cách Hồ Chí Minh nhá, thì vấn đề trong văn bản là lối sống của Bác. Đó là một lối sống như thế nào? Giản dị này, nhưng cũng rất mực thanh cao này. Thế thì từ vấn đề đó chúng ta có thể liên hệ, có sự kết nối đối với những vấn đề khác trong đời sống, ví dụ như lối sống của thế hệ trẻ chẳng hạn. Rồi gì nữa? Vì rồi là, chúng ta cũng có thể kết nối với cả vấn đề là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập. Khi mà đối với Bác Hồ nhá, Bác Hồ là một tấm gương sáng trong việc là tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. Người đã tiếp xúc với rất nhiều những nền văn hóa trên thế giới. Và cái sự tiếp xúc ấy là người không chỉ là tiếp xúc đơn thuần nhá, mà người còn hiểu sâu, hiểu rõ, am hiểu rất là đầy đủ và kỹ lưỡng về nền văn hóa của rất nhiều các dân tộc trên thế giới để mà góp phần làm nên được phong cách Hồ Chí Minh. Nhưng phong cách Hồ Chí Minh lại là một sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó cũng là một vấn đề mà hiện nay chúng ta nên đặt ra để nhìn nhận về phong cách sống của giới trẻ. Đúng không? Khi mà chúng ta cũng tiếp xúc với rất là nhiều những luồng văn hóa trên thế giới, chúng ta đang hội nhập thì không thể nào tránh khỏi cái việc mà tiếp xúc với rất là nhiều những nền văn hóa trên thế giới. Có rất là nhiều những cái nền văn hóa nó du nhập vào xã hội của chúng ta. Thế thì đối với là một thế hệ trẻ, là một con người trong thế hệ trẻ, thì các bạn cần phải làm gì để mà giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, để mà vừa tiếp thu được tinh hoa văn hóa thế giới mà lại vừa tỏa sáng và phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc. Đấy là một vấn đề cũng rất là quan trọng chúng ta có thể đặt ra, và cũng là vấn đề mà các bạn hỏi chị rất là nhiều xoay quanh văn bản này. Thì từ ngày mai các bạn sẽ cùng với chị, mỗi văn bản chúng ta đều xác lập được hệ thống luận điểm chính này, học hỏi được về nghệ thuật lập luận của các tác giả, và đặc biệt là thực chiến với những đề bài mang tính kết nối, là từ những vấn đề trong văn bản ta suy ra được những vấn đề trong đời sống và ta sẽ bàn luận về nó, ta sẽ làm rõ nó như thế nào. Ok chưa? Rồi, với câu hỏi của các bạn là chị có giữ lại phần phát trực tiếp không? Thì chị sẽ không giữ lại phần phát trực tiếp này vĩnh viễn ở trong khóa học nhá. Là sau mỗi buổi này, chị sẽ giữ mỗi cái phần phát trực tiếp đấy đến một khoảng thời gian nhất định thôi. Ví dụ như là chị sẽ giữ đến khoảng 7 giờ chẳng hạn, hay là giữ đến khoảng 9 giờ sáng chẳng hạn. Sau đó thì chị sẽ xóa. Và chị sẽ có cái hình thức là đăng lại ở trên một nền tảng khác. Thì đối với tất cả các bạn mà tham gia đầy đủ 5 buổi học này nhá, và thực hiện đầy đủ thử thách, thì bên cạnh phần sơ đồ tư duy, ok chưa, thì các bạn còn nhận được phần link để chúng ta xem lại tất cả các buổi này và xem đi xem lại được. Ok chưa? Chỉ những bạn mà tham gia đầy đủ và những bạn thực hiện thử thách thì chúng ta mới có thể xem lại được các buổi học thôi. Chị sẽ không giữ lại mỗi buổi học này để đảm bảo sự công bằng với những bạn dậy sớm và để đảm bảo sự công bằng với những bạn mà chúng ta thực hiện đầy đủ và tham gia khóa học một cách nhiệt tình nhất các em nhá. Đó, thế nên là đây sẽ là phần nội dung mà chị muốn thống nhất các bạn trong buổi học khai giảng ngày hôm nay. Những cái phần mà chúng ta mang tính khái quát thôi để các em hình dung ra được, để chúng ta sẵn sàng cho một khóa học nhé. Và vẫn còn thời gian để chúng ta mời thêm bạn bè của mình vào nhóm để nhận những bộ tài liệu mà như chị đã đăng ngày hôm qua đấy. Cứ tương ứng với số lượng bạn bè mà chúng ta đã mời vào nhóm là các em sẽ được nhận một bộ tài liệu tương ứng.
Ok chưa? Có cả phần văn mẫu cho các tác phẩm kỳ 1 này, rồi rất là nhiều những tài liệu hay đang chờ đợi các bạn. Nên là vẫn còn thời gian để chúng mình mời thêm bạn bè của mình vào trước khi chúng ta bắt đầu buổi học chính thức ngày mai nhá. Ok chưa? Không phải lối sống vệ tục, trời ơi, lối sống thế hệ trẻ đến khổ cơ. Chị viết ở đây nó hết dòng, thế nên là chị viết hơi nhỏ đây nhá. Lối sống thế hệ trẻ chứ không phải là lối sống vệ tục. Các bạn nhớ là vừa nghe và vừa ghi chép nhá. Những bạn trong khóa học thì đã quen với cái cách đó của chị rồi, nhưng mà có những bạn là chúng ta lần đầu tiên tham gia một khóa học phát trực tiếp như thế này đúng không? Thì chúng ta sẽ không học theo cái cách là đợi chị viết xong chúng mình mới viết, mà chúng ta vừa lắng nghe và viết cùng với chị luôn. Đó, ok chưa nào? Và các em cũng hoàn toàn ghi lại cả những cái phần diễn đạt mà các em cảm thấy tâm đắc. Những phần đó thì chị sẽ không chép lại để chúng ta nhìn vào và chúng ta chép đâu, mà tự các em sẽ ghi chép. Ok chưa? Chị chỉ ghi lại những cái ý chính thôi, chị chỉ ghi lại cái phần gọi là phần sườn thôi. Còn những cần phần diễn đạt mà các em cảm thấy hay thì các em hãy tự giác ghi lại nhá. Có tài liệu trước khi học không ạ? Không em nhá. Chúng ta phần tài liệu chị sẽ gửi cho những bạn mà đây, như chị đã nói đấy, là thực hiện đầy đủ những yêu cầu này thì sẽ được nhận trọn bộ về tài liệu luôn. Đấy, thế nên là để đảm bảo là trong mỗi buổi học các bạn sẽ ghi chép cùng với chị, học thật cùng với chị, chứ khóa học này không phải là tổ chức để các bạn tham gia vào chỉ nhận tài liệu. Thế nên là để tránh cái tình trạng đó thì chị sẽ không gửi tài liệu trước buổi học, mà sau khi kết thúc tất cả rồi thì tài liệu sẽ được coi như là một món quà để mà tri ân các bạn. Đúng không? Tri ân tất cả các bạn đã tham gia nhiệt tình ở trong khóa học này. Rồi, đấy, lại câu hỏi là chị có lưu phần phát trực tiếp không? Thì chị nói lại một lần nhá, chị nói lại một lần để chúng mình hình dung ra được này. Đây, mỗi buổi phát trực tiếp chị sẽ giữ đến 9 giờ sáng, sau đó thì chị sẽ xóa. Ok nhá, sau đó thì chị sẽ xóa. Để làm gì? Để sau đó chị sẽ, sau khi kết thúc khóa học này, chị sẽ đăng lên ở trên một nền tảng khác. Và chỉ có những bạn mà đã thực hiện đầy đủ những yêu cầu này, những bạn mà được nhận bộ sơ đồ tư duy, thì đồng thời các em cũng được nhận phần link để chúng ta học lại cả 5 buổi. Ok chưa? Đấy, nên là có rất là nhiều những cái món quà dành cho các bạn khi chúng ta thực hiện đầy đủ và tham gia nhiệt tình ở trong khóa học này. Ok nhá. Thứ hai là có cần phải chụp ảnh màn hình để điểm danh không? Thì có, như lúc nãy chị đã hướng dẫn các bạn đấy, để chúng ta chứng minh được là tham gia đầy đủ 5 buổi học thì các bạn nhớ là chụp ảnh màn hình lại. Chụp ảnh màn hình khi mà chúng ta tham gia phần phát trực tiếp cùng với chị. Nhớ chưa? Chứ không phải là sau khi kết thúc phần phát trực tiếp rồi mới chụp, mà chụp ngay lúc này này. Trong ảnh, một cái ảnh mà đúng yêu cầu là một ảnh mà có phần mắt xem ở góc bên trái của tấm ảnh. Nhớ chưa? Ồ, đấy, hiện tại đã có gần 100 bạn tham gia rồi đấy. Ok nhá. Thử thách là gì vậy ạ? Đúng rồi, nó giống như là kiểu bài tập về nhà ấy. Thì buổi hôm nay chúng ta chưa học những nội dung kiến thức, thế nên là chưa có thử thách. Nhưng bắt đầu từ buổi mai chúng ta sẽ có những thử thách, và chị cũng đồng ý trước với các bạn luôn là thử thách này không quá phức tạp đâu, không phải là đánh đố chúng mình đâu, chỉ là những thử thách để chúng ta nắm rõ hơn và chúng ta ghi nhớ kiến thức. Ví dụ như những thử thách như là vẽ sơ đồ tư duy này, hay là thử thách viết một đoạn văn ngắn này, hay là thử thách những cái dẫn chứng sưu tầm liên quan một vấn đề nào đó. Ok chưa? Đó, thử thách đa dạng lắm, thế nên là các bạn cứ yên tâm, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được. Và việc nhận tài liệu của buổi học, của khóa học thì đều trong tầm tay của các bạn cả. Chỉ cần các em cố gắng chăm chỉ trong 5 buổi này thôi, đúng không nào? Ok chưa? Rồi nhá, thì đấy là về nội dung của buổi khai giảng ngày hôm nay. Liên quan đến buổi khai giảng và liên quan đến khóa học này, các bạn có còn điều gì băn khoăn nữa không? Đúng rồi, chính xác, buổi nào cũng cần phải chụp nhá. Và chúng ta chụp ảnh xong chúng ta lưu lại ở trong máy. Sau khi kết thúc cả 5 buổi học rồi, chị sẽ yêu cầu các bạn gửi cả 5 bức ảnh đó về cho chị. Đấy, chúng ta gửi một lượt xong luôn chứ chúng ta sẽ không gửi lẻ tẻ nhá. Hoặc là có những cái yêu cầu của các anh chị trong team học văn chị Hiên để chúng mình gửi ảnh, để chúng mình nhận tài liệu bổ sung hay như thế nào, thì các bạn cứ hướng trước tiên là các bạn cứ chụp ảnh và lưu lại cho chị đã. Cứ chụp ảnh và lưu lại tấm ảnh đó. Đấy, ok chưa? Có nhá, tài liệu lúc tối hôm qua thì chúng ta vẫn có thể mời thêm bạn bè của mình vào nhóm để được nhận. Ok chưa?
Đấy, thế nên là từ giờ cho đến buổi học ngày mai là buổi học chính thức về kiến thức ở trong khóa học này, thì các bạn vẫn có thể thực hiện phần thử thách mời thêm bạn bè của mình vào để được nhận tài liệu đấy. Thế nên các bạn cố gắng thực hiện đầy đủ nhá. À, có chứ. Nếu như các em có thắc mắc về phần thử thách chị giao thì các bạn có thể nhắn tin về fanpage cho chị nhá. Có thể nhắn tin về fanpage để được hướng dẫn. Ok chưa? Em mời rất nhiều bạn bè mà chưa chụp màn hình. Tiếc quá, nhớ là phải chụp lại màn hình cái lúc mà chúng mình mời các bạn bè vào nhóm để được nhận tài liệu nhá. Chị ơi em vào muộn một tí, mong chị lưu like. Có mà, chị có nói rồi đấy là chị có lưu phần phát trực tiếp đến 9 giờ sáng mỗi ngày, sau đó chị mới xóa. Ok chưa? Rồi, như vậy là chúng ta thống nhất cách thức học, thống nhất nội dung học và đặc biệt là thống nhất cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong khóa học này. Thứ nhất, nắm rõ được hệ thống kiến thức cơ bản xoay quanh các văn bản nhật dụng. Thứ hai là biết được cách làm của những đề bài mà vấn đề được rút ra từ chính những văn bản nhật dụng này. Và thứ ba, tất nhiên rồi, chúng ta tạo một cái thói quen trong việc học văn là thứ nhất, không giữ một cái tâm thế sợ hãi, phải giữ một cái tâm thế là sẵn sàng đón nhận kiến thức chứ. Và thứ hai là học văn một cách chăm chỉ, thường xuyên các bạn nhé. Đấy là ba cái mục tiêu chị đặt ra và chúng ta hãy cùng với nhau quyết tâm thực hiện được mục tiêu đó trong khóa học này. Ok chưa? Rồi, cách nhận tài liệu khi mời bạn bè, các em có thể xem lại phần bài đăng của chị ở trong nhóm để chúng mình thực hiện nhé. Bây giờ chị hướng dẫn thì các em cứ xem lại, đọc lại kỹ ở trong bài đăng đó là ok. Rất là đơn giản thôi, từng bước một. Được không nào? Rồi, còn trong buổi học ngày hôm nay chị đã thấy được tinh thần của các bạn trong buổi khai giảng này. Mong rằng là các bạn đã hình dung ra được những nội dung bổ ích mà chúng ta sẽ có khi tham gia khóa học mùa hạ này, à khóa học mùa thu, chị xin lỗi. Chúng ta tham gia khóa học mùa thu này, nhớ chưa? Và chị sẽ gặp lại các bạn vào trong buổi học sáng ngày mai nhá. Nhớ chuẩn bị đầy đủ giấy bút để bắt đầu học cùng với chị, ghi lại phần sơ đồ tư duy này, ghi lại cách làm bài của các đề bài liên quan nữa nhá. Buổi ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 5 giờ sáng. Nhớ chưa? Cài báo thức 5 giờ sáng nhá, để vào học cùng với chị. Sau đó các bạn vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị cho một ngày mới. Chúng ta tập thể dục này, ăn sáng này, chuẩn bị sách vở để đến trường. Chúc cho tất cả chúng ta đều sẽ đồng hành một cách nhiệt tình nhất với nhau ở trong khóa học này nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các em vào 5 giờ sáng ngày mai. Bye bye. Chúc các em có một ngày mới thật là tốt lành nhá.